Xin chào các bạn, bây giờ là 4 giờ chiều rồi và cả ngày hôm nay thì mình đều ngồi trong điều hòa. Thì đến 4 giờ chiều mình mới bước ra khỏi phòng thì mình thấy là cái nền nhiệt độ nó quá là nóng, quá là oi bức. Sau những ngày ở miền Bắc có những cái đợt không khí lạnh thì cây phát triển rất là tốt, nhưng mà trong riêng ngày hôm nay thì nền nhiệt độ nó đã bốc lên rất là cao. Đến 4 giờ chiều bây giờ mình ra ngoài nhưng mà mình cảm thấy nó còn rất là oi nóng. Và không biết là những cây hoa hồng ấy, ở ngoài nhiệt độ ngoài trời ấy, thì nó sẽ phải chịu với cái nhiệt độ nó cao như thế nào. Bây giờ là 4 giờ chiều và đây là cái đo nhiệt kế mình mới mang ra được khoảng 20 phút thì mình để trong bóng mát nhé. Còn khi mà mình chuyển ra cái này này ra ngoài nơi mà những cây hoa hồng nó phải chịu nắng thì không biết là cái nền nhiệt độ nó sẽ cao lên như thế nào. Mà như các bạn thấy đây là vừa mang ở trong nhà ra mà nhiệt độ nó đã lên đến hơn 39 độ, gần 40 độ rồi. Đấy các bạn thấy không? Mà mình để chỗ mát nhá, không phải là để phơi nắng đâu. Thì không biết là cái nền nhiệt độ cao như thế này thì chúng ta phải chống nắng, phải có những cái biện pháp gì để cho cái cây nó chịu được cái thời tiết sau khoảng thời gian mùa hè này, mất khoảng 2 đến 3 tháng cơ. Và nhất là những cái cây mà ở những cái nơi nền nhiệt bê tông thì không biết là cái nhiệt độ nó sẽ là bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ thử mang cái nhiệt độ nhiệt kế này, mang cái nhiệt kế này mang ra một cái chậu cây để ngoài nắng để xem cái cây nó sẽ phải chịu với cái nhiệt độ là bao nhiêu. Mình sẽ để ở đây. Đấy. Bây giờ đang là 30 hơn 39 độ rồi nhá. Mình sẽ để ở chỗ này để xem cái cây nó sẽ phải chịu với nhiệt độ là bao nhiêu. Bây giờ là 4 giờ chiều. Còn khi mà đến giữa trưa thì không hiểu là nhiệt độ sẽ như nào các bạn nhìn nhá. 15 giờ 35 nhá. Đó. Khoảng 40 độ C thì lát nữa mình sẽ quay lại để xem cái nền nhiệt độ nó buổi chiều mà nó như thế nào. Mình sẽ quay qua một lượt cho các bạn xem những cây trong vườn của mình. Và dạo này thì vườn của mình đang dọn vườn. Mình sẽ dọn dẹp tất cả những cái cây mà mình cảm thấy không ưng, tức là những cái cây mà giống mà nó tương đối phổ biến rồi thì mình sẽ bỏ đi. Còn một số những cái giống đẹp ấy thì mình sẽ cố gắng là giữ lại và mình trồng cho hẳn xuống đất. Ví dụ như cây này. Ở đây là cái cây William Shakespeare. Đây, mình chuyển sang một cái quây như thế này. Và sau đó thì mình sẽ giải tán bớt bớt một số cây ở trên chậu bê tông này đi. Bởi vì thời gian mùa hè ấy, thì cái chậu này nó sẽ bốc ra lượng nhiệt nó rất là nóng. Và những cái cây hoa hồng ấy, chăm sóc nó sẽ khó hơn ở những cái chậu bê tông này. Và riêng vườn của mình thì mình muốn là làm cho tạo thành một cái khu vườn đẹp hẳn, có đường lối, có sắp xếp đàng hoàng. Để sau này thì cuối năm thì mình sẽ có những cái cây to đẹp và mình chụp ảnh. Thì mình sẽ chuyển sang những cái cây này để cây nó chăm sóc nó sẽ dễ hơn. Một thời gian dài thì cái cây hoa hồng nó sẽ phát triển to mà mình sẽ không thay thế những cái cây khác nữa. Đây là những cái cây mình trồng này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là hàng hoa hồng leo sau khoảng hơn 1 tháng mình cắt tỉa này. Cây mùa hè, mình cảm thấy ở đây nó rất là nóng. Và bí hôm nay cảm thấy là nó oi bức kinh khủng luôn. Lát nữa sẽ quay lại xem cái đo nhiệt kế xem nó đã tăng lên nhiệt độ là bao nhiêu. Đây, những cây hoa hồng leo của mình này, nó vẫn phát triển rất là tốt. Đây là những cây mình trồng dưới đất thì chắc chắn là rất là đẹp rồi. Mình nghĩ là cái lứa hoa này nó sẽ đẹp lắm, nhưng mà nó không thể đẹp được. Bởi vì nhiệt độ nó cũng thất thường, có hôm thì cảm thấy nó rất là oi, nhưng mà buổi tối thì lại lạnh. Và được khoảng hơn 1 tuần trước ấy là nó có một đợt không khí lạnh nhất trong vòng khoảng 40 năm qua. Thì cây nó phát triển rất là tốt, mát mẻ. Nhưng mà có thể là đến từ đợt này trở đi thì không còn được một nền nhiệt độ mát mẻ như thế nữa. Mà thay vào đó là những cái nắng có thể lên đến khoảng 45, hoặc là có thể đến 45 đến 48 độ. Giữa thời tiết buổi trưa thì mình phải có những cái biện pháp chống nóng. Để có một cái cây hoa hồng phát triển tốt thì tốt nhất là mùa hè các bạn có che lưới là tốt nhất. Bởi vì che lưới thì nó giảm bớt cái lượng ánh nắng nó chiếu, nó thiêu đốt cái lá. Cây nó sẽ không phải bị những cái ngọn non này, nó sẽ phát triển được mạnh này, nó không bị co lại. Còn khi mà nắng to quá ấy, là nó sẽ co xoăn hết lá này, và cái lá cảm giác nó sẽ co lại bé hơn, cái bông hoa nó cũng sẽ bé hơn. Và nếu như nở hoa thì nó cũng chỉ được trong vòng khoảng 1 ngày thôi là hoa nó sẽ rũ xuống. Một số giống hoa mà nó bền ấy thì có thể chơi được khoảng 3 ngày. Còn những giống hoa hồng mà nó cánh nó mỏng manh mà nền nhiệt độ nắng cứ khoảng 40 cho đến 45 độ thì cây nó chỉ hoa nó chỉ được có 1 ngày, hoặc là cùng lắm là được khoảng 3 ngày. Tức là những bông hoa có thể là khi mà nở ấy, đến giữa trưa nó nắng quá thì nó gục xuống. Sau đến tối thì các bạn tưới nước đầy đủ thì nó lại hồi lại cái cánh hoa, hôm sau nó lại tiếp tục nở thì cũng chỉ được khoảng 3 ngày thôi. Còn nếu như các bạn che lưới thì cái thời gian mà các bạn chơi có thể
được khoảng từ 4 cho đến 6 ngày. Đấy, còn nó cũng tùy từng giống hoa. Thì nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể che toàn bộ các cái cây hoa hồng của các bạn lại, để tránh cái tình trạng là cây nó bị co lá này, nó bị héo lá này, bị héo ngọn non này, và nó bị mất nước nhanh thì cây nó cũng sẽ rất là xấu. Khi mà thời tiết nắng nóng lên thì những cái ngọn non của các bạn nó cũng sẽ rất là kém. Và cây nếu như những giống yếu, ví dụ như là William Shakespeare, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là một cây William Shakespeare mình đã thay xuống đây được khoảng hơn một tháng rồi. Giống William Shakespeare tương đối là khó chăm. Về mùa hè thì thường là nó sẽ hay bị đen cành và lá nó sẽ rất là nhỏ, hoa thì cũng rất là nhỏ. Nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ như thế này, màu đỏ hồng. Còn khi mà mùa đông ấy thì nó sẽ chuyển sang một cái màu tím đậm. Mình rất là thích những cái giống William Shakespeare này, và chắc chắn là mình sẽ giữ lại những cái cây này để sau này mình sẽ có những cái cây to. William Shakespeare là một và Juliet là hai. Juliet là một trong những giống nó cũng cực kỳ khó chăm, bởi vì thân cây của nó tương đối là xốp và giống này này nó đông đảnh, nó khó chăm hơn. Về mùa hè, William và Juliet nó rất hay bị đen thân, rất hay bị đen cành và rất dễ bị đen gốc. Nếu như nhiệt độ quá cao thì nó sẽ bị đen. Còn khi mà các bạn che được lưới lên thì nó cũng sẽ giảm bớt lượng ánh sáng, lượng nắng thiêu đốt cái cây và nó tăng cái nhiệt độ cao lên thì nó cũng hay bị đen hơn. Thì các bạn che được là tốt nhất. Và về mùa hè thì tốt nhất là các bạn cứ tưới nước. Các bạn có thể tưới 2 lần, thậm chí là 3 lần một ngày. Không có quan trọng là cái thời gian nào, quan trọng là cái giá thể của bạn đi, đừng có uống nước quá. Còn nếu như các bạn trồng ở những cái chậu như thế này, trồng ở những cái chậu như này mà giá thể của bạn lâu ngày này không thay này, rồi nó các bạn thoát nước rất là kém ấy, thì các bạn tưới nhiều là nó sẽ bị uống nước. Còn nếu như những ngày mà nó nắng từ khoảng 40 cho đến 45 độ thì các bạn đừng quan trọng là tưới cứ một lần hay hai lần một ngày, mà các bạn có thể tưới 3 lần, 4 lần, thậm chí là kể cả buổi tối. Khi mà nhiệt độ buổi tối ban ngày nó thiêu đốt rồi thì bắt đầu đêm nó bốc ra thì các bạn cũng có thể tưới được. Bởi vì các bạn tưới là nó sẽ giảm nhiệt độ đi và cái cây của các bạn nó sẽ giữ được cái bộ rễ lúc nào nó cũng tươi, mà bộ rễ nó phải có những cái rễ tơ thì cây nó mới khỏe được. Thế còn những cái cây mà sau cái khoảng thời gian mùa hè cứ khoảng đến giữa trưa mà các bạn không tưới, đất nó khô cong lên, sau đó thì cây nó bị mất nước thì cái rễ nó sẽ khô thì sau đó cái rễ đó là coi như là hỏng. Và hỏng rễ là coi như là cây không còn đủ cái bộ rễ để hút được nước để nuôi cây nữa. Thì các bạn lưu ý là chúng ta có thể tưới 2 lần, 3 lần, thậm chí 4 lần và tối chúng ta cũng có thể tưới được. Quan trọng là chúng ta làm mát, giảm nhiệt độ và cây nó phải giữ được những cái rễ tơ, nó mới hút được những cái lượng nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây. Tiếp theo ấy là về cái quá trình bón phân. Thì các bạn biết là mình cũng đã chia sẻ tương đối là nhiều. Nếu như về thời tiết mùa đông ấy thì các bạn có thể là bón tất cả các loại phân, kể cả phân NPK được. Nhưng bắt đầu về mùa hè, bắt đầu từ bây giờ, khi mà ở miền Bắc ấy thì cũng giống như các bạn ở trong khu vực Sài Gòn thôi. Đến cái thời điểm này thì các bạn có thể là bón các loại phân hữu cơ, ví dụ như dịch chuối, đậu tương, humic, các cái dịch chuối hoa quả đấy, các bạn có thể là pha ra tưới một tuần một lần để chúng ta làm cây nó phát triển được bộ rễ tơ thì nó mới hút được. Còn ở thời điểm này ấy thì tùy các bạn có thể để hoa cũng được, các bạn có thể là cắt bỏ hoa để dưỡng cây cũng được. Đấy, thì các cái việc mà làm mát cho cây nó rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn mà có một cái khu vườn giống như vườn của mình ấy, thì các bạn có thể là lắp những cái dàn phun. Ở đây là những cái đầu dàn phun của mình này. Đó. Những cái dàn phun này thì mình có thể là phun thông buổi trưa. Lưu ý là về mùa hè ấy, thì các bạn có thể tưới thông buổi trưa. Mà tưới ít nhất ấy, thì khi mà nắng giữa trưa như này, cây nó đang phơi nắng ấy, thì các bạn có thể tưới, nhưng mà chúng ta phải tưới ít nhất là khoảng 15 đến 20 phút. Còn nếu như chúng ta chỉ tưới có chúng ta làm mát nhưng mà chúng ta chỉ tưới qua, sau đó thì nắng nó bốc lên thì cái cây hoa hồng của chúng ta nó sẽ bị hay bị vàng lá. Còn nếu như mà chúng ta tưới thì ít nhất là phải tưới từ 15, 20, 30, thậm chí có những ngày mình tưới hơn một tiếng. Mình cứ quay như này. Đấy, nước cứ quay như này thì khi mà quay nhiều cái thời gian lâu như vậy thì toàn bộ khu vườn của các bạn nó đã giảm nhiệt độ rồi. Thì lúc đó nó mới có tác dụng. Còn nếu như các bạn chỉ tưới đủ ướt, đủ ẩm, đủ mát, sau đó thì các bạn bỏ thì khi mà nắng nó thiêu đốt thì nó lại bốc nước lên. Đó là như thế là nó làm lại ngược tác dụng, nó sẽ làm cho cây hoa hồng của bạn nó bị vàng lá nhiều hơn. Thì các bạn cũng phải lưu ý với cái chế độ tưới nước này, nó cũng tương đối là đơn giản nhưng mà chúng ta cũng phải biết cách thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cây. Đây, như cái cây này. Đấy, như cái cây này thì
bị vàng lá này, mình cũng mới thay. Đấy, cây William Shakespeare nó sẽ khó chiều khó chăm hơn, nhưng mà cái giống này thì rất là đẹp. Mình sẽ quay lại cái nhiệt kế này, các bạn thấy này. Mình vừa quay một vòng đi thì khoảng 10 phút, cứ cho là khoảng 10 phút thì nhiệt độ nó đã tăng lên 41 độ C này. Đó. Và bây giờ là khoảng gần 4 giờ chiều rồi nhá. Nếu như thời tiết về mùa hè nhá, chính thức mà những ngày nắng gắt như thế này ấy, nó sẽ lên đến 45 hoặc là gần 50 độ C, thì các bạn tưởng tượng là một cái cây hoa hồng mà phải chịu cái nền nhiệt độ nắng nóng như thế này thì cây nó không thể nào đẹp được, chứ chưa nói là cây không thể nào khỏe được, chứ chưa nói là cây nó có thể ra hoa đẹp hay không. Thì các bạn cũng phải lưu ý đến cái quá trình làm mát cho cây. Một là chúng ta che lưới, hai là chúng ta tưới nước, ba là chúng ta phải kết hợp các loại phân bón để cho cây có một cái sức đề kháng, nó có một bộ rễ tốt nhất thì cây nó mới phát triển được vững qua mùa hè. Ở phía bên này thì những cây hoa hồng của mình đặt ở một nơi mà nó có ít ánh nắng hơn. Ở đây có những cái cây to ở phía trên nó che nắng bớt rồi, thì các bạn thấy là cây nó cảm giác nó khỏe hơn, hoa nó được lâu hơn. Một cái bông hoa này thì đây là bông hoa lồng Lafon, thì mình cũng chơi được khoảng 4 đến 5 ngày hoặc 6 ngày. Đấy, khi mà những cây mà ở cái nơi mà nó ít bị thiêu đốt hơn ấy, nó mất nước ít hơn, cánh hoa nó không bị khô khô nước nhanh ấy, thì nó cũng sẽ chơi được lâu hơn. Các bạn thấy không? Đây là những cái chậu Lafon của mình trồng ở trên chậu 60 cm, và lá nó rất là màu mỡ. Mùa hè nó phát triển rất là tốt. Riêng giống Lafon này thì cây nó cũng khỏe, phát triển tốt và nó ổn định so với những cái cây hoa hồng ngoại khác. Các bạn thấy là lá nó phát triển nó rất là khỏe, vẫn ra hoa bình thường và lá nó rất là mượt. Cây bên này cũng thế này các bạn này, lá nó vẫn rất là mượt. Và cái khu vực này thì nó cũng không phải là nơi mà mát mẻ nhất. Nếu như ở ngoài vườn kia thì khoảng 45 độ C, thì ở trong cái chỗ này, các bạn thấy là ở trong cái chỗ này thì nó cũng là những cái nơi mà phơi nắng mà nó tụ nhiệt rất là cao ở bên cạnh cái bức tường đây. Thì cây nó bây giờ vẫn đang phát triển rất là tốt. Đây là một cái cây tỉ muội đỏ này, hoa nó bị héo hết nhưng mà cây vẫn phát triển rất là khỏe. Đấy, các bạn thấy là những cái cây mà di chuyển đến những nơi mà nắng nóng ít hơn thì cây cũng sẽ bền hơn, đẹp hơn và hoa sẽ lâu tàn hơn. Đấy, cây nó rất là khỏe. Thì với thời tiết mà nắng nóng thì chúng ta cứ giảm nhiệt độ bằng mọi cách là cây sẽ phát triển ổn định và đẹp hơn. Những cái cây này thì là những cái cành chiết này. Ở đây là những cái cành chiết mình chiết thì nó vẫn ra rễ được này. Đây các bạn nhìn nhé, mình chiết được hơn 10 ngày thì nó cũng bắt đầu ra rễ ở đây rồi. Đấy, bắt đầu ra rễ ở đây thì mình cũng chuẩn bị cắt được rồi. Đấy, cây một thân rất là dài, cành nó rất là dài hơn 1 mét. Đó, bây giờ nó đã lên đến nhiệt độ đã lên đến 43 độ C rồi này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn, nó đã lên đến 40 độ C rồi. Mà lúc nãy là 15:35 và bây giờ là 46. Nó chỉ có khoảng mười mấy phút thôi mà nhiệt độ nó đã tăng rất là cao, mà bây giờ mới chỉ có gần 4 giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời như thế này thì những cây hoa hồng nó phải chịu nền nhiệt độ nó quá cao, lá nó không thể nào mà đẹp được. Vườn cần thiết phải che. Đây là một những cái lưu ý mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Thì rất mong tất cả các bạn sẽ chăm sóc thật là tốt, và hy vọng là sắp tới thì đến cuối năm vườn của mình sẽ gọn gàng và đẹp hơn. Bây giờ mình đang dọn vườn, mình sẽ loại bỏ bớt những cái cây mà nó bầu nhỏ nhỏ như này đi, mình sẽ tạo lại quang cảnh, mình sẽ tạo lại một cái quang cảnh vườn nó đẹp hơn. Chỉ cần một cái khu vườn nho nhỏ như thôi nhưng mà chúng ta biết cách chăm sóc này thì vườn của chúng ta nó cũng sẽ đẹp hơn. Mình xin kết thúc video tại đây và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Rất mong tất cả các bạn khi theo dõi video thì hãy like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất.